một cuộc chiến mà phía Cộng sản gọi là chống Mỹ cứu nước, diễn ra từ năm 1954 đến năm 1975. Cách đặt tên kể trên sai về bản chất. Người phương Tây thường gọi cuộc chiến này là chiến tranh Việt Nam. Tên gọi này khách quan và chính xác hơn. Cuộc chiến này chia làm 3 giai đoạn, từ năm 1954 đến 65, từ năm 65 đến năm 1973 và cuối cùng là từ năm 1973 đến năm 1975. Quân đội Hoa Kỳ chỉ trực tiếp can thiệp quân sự trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1973. Hai giai đoạn còn lại chỉ có các cố vấn quân sự Hoa Kỳ, họ không tham chiến giống như các cố vấn Liên Xô, Trung Quốc ở miền Bắc. Phe Cộng sản thường biện bạch là họ kháng chiến chống lại sự can thiệp của Mỹ. Lý luận đó không hợp lý, vì hai miền đều có sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài. Riêng phần Trung Quốc đã viện trợ 320.000 lính và 20 tỷ đô la cho Bắc Việt. Họ còn có lính Triều Tiên và nguồn vũ khí dồi dào từ Liên Xô, Romania. Tại sao lại chỉ chống Mỹ cứu nước? Thứ nhất, đế quốc Mỹ có xâm lược Việt Nam hay không? Sách giáo khoa dạy học sinh bây giờ có ý muốn đánh đồng Mỹ với Pháp cùng là xâm lược. Thực ra là không. Mỹ không xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa làm thuộc địa như Pháp. Mỹ chỉ can thiệp vào miền Nam như một đồng minh, nhằm mục đích ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Quốc lan tràn khắp Đông Nam Á. Từ năm 1947 đến năm 1949, Liên Xô can thiệp mạnh vào các nước Đông Âu mà họ đã giải phóng khỏi phát xít Đức để biến các nước đó thành quốc gia cộng sản. Sau đó, Liên Xô hỗ trợ Cộng sản Trung Quốc đánh thắng Quốc dân đảng Trung Quốc để tạo nên nước Trung Hoa Cộng sản. Người Mỹ sợ rằng làn sóng đỏ sẽ lan truyền khắp thế giới, nên đã chọn Việt Nam là cái đập để ngăn chặn. Ban đầu, Mỹ đầu tư tiền cho Pháp để Pháp tiêu diệt Việt Minh Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng Pháp và đồng minh là quốc gia Việt Nam đã chống cộng không hiệu quả, dẫn tới phải ký hiệp định Geneva vào năm 1954. Nên Hoa Kỳ đã phải can thiệp trực tiếp vào miền Nam Việt Nam, hy vọng là Việt Nam Cộng Hòa sẽ chống cộng hiệu quả hơn. Phía Cộng sản cho là Mỹ biến Việt Nam Cộng Hòa thành thuộc địa kiểu mới. Đây là khái niệm do họ nghĩ ra. Nó không có sự liên hệ gì với chế độ thuộc địa, vì Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, được quốc tế công nhận, có tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế. Mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ lúc đó cũng tương tự như Liên Xô với Đông Âu và Việt Nam, Cuba hay Trung Quốc với Việt Nam. Đó là mối quan hệ đồng minh chiến lược. Tùy từng thời điểm mà sức ảnh hưởng của nước lớn lên nước nhỏ là ít hay nhiều. Thứ hai, nguyên nhân của cuộc chiến là gì? Sách giáo khoa cho là Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã phá Hiệp định Geneva, không chấp nhận tổng tuyển cử, đồng thời đàn áp những người Cộng sản miền Nam. Trước nguy cơ bị xóa sổ, phe Cộng sản cả hai miền đã đứng dậy kháng chiến trong Mỹ cứu nước, đánh cho Mỹ cúc, đánh cho Mỹ nhau. Thực ra là Mỹ và quốc gia Việt Nam, tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa, có tham gia đàm phán tại Hiệp định Geneva nhưng không đồng ý ký hiệp định. Thậm chí, phía quốc gia Việt Nam cực lực chống đối việc chia cắt đất nước. Hiệp định Geneva bản chất chỉ là sự thỏa thuận giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc và Liên Xô và Pháp. Thời điểm tổng tuyển cử cũng chỉ ghi chung là 2 năm sau ngày ký hiệp định, không cụ thể về giải pháp. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phá Hiệp định Geneva ngay từ khi vừa mới ký, thể hiện bằng việc Bí thư xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn đã trốn không tập kết ra Bắc theo đúng hiệp định. Ngoài ra, họ còn thủ tiêu gia cấp địa chủ, thương gia miền Bắc bằng cải cách ruộng đất. Hiệp định Geneva có điều khoản cấm trả thù những người hợp tác với chính quyền cũ. Đây cũng là biện pháp khủng bố phe đối lập để dọn đường cho tổng tuyển cử. Đó là lý do mà gần 2 triệu người Bắc bỏ chạy vào Nam, dù họ không thuộc đối tượng tập kết. Cùng thời điểm, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng tố cộng, diệt cộng.
nhưng việc này không vi phạm hiệp định do nó được thi hành trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Mà theo hiệp định thì cán binh cộng sản không được phép ở lại đây. Ngoài ra, Ngô Đình Diệm cho rằng sẽ không có tự do bầu cử tại miền Bắc. Ủy hội quốc tế đình chiến Đông Dương cũng tán thành điều này. Vì các lý do trên nên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận tổng tuyển cử. Vì vậy, lý do để gây chiến của phía cộng sản là không có lý. Vậy, nguyên nhân thật sự của cuộc chiến là phía cộng sản không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ, lại được sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc cũng như các nước cộng sản Đông Âu, nên quyết định dùng bạo lực để giải phóng miền Nam. Vì vậy mà Việt Nam Cộng Hòa và các đồng minh chỉ phòng thủ trong phía bị động nhằm chống lại sự tấn công của phe cộng sản. Kết cục thì phần lớn bom đạn và hậu quả chiến tranh lại nằm trong miền Nam là chủ yếu. Thứ ba, bản chất của cuộc chiến là gì? Từ cách đặt tên, có thể hiểu là phe cộng sản cho đây là một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, y như họ đã chống Pháp. Thực ra, người Mỹ không hề xâm lược Việt Nam, nên không thể nói đây là cuộc chiến chống ngoại xâm, mà đây là một cuộc chiến ủy nhiệm. Hai nước, hai miền Việt Nam như những quân cờ đánh nhau với sự hỗ trợ của hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Miền Bắc thì núp dưới ngọn cờ giải phóng, miền Nam thì gồng mình bảo vệ tự do. Nếu một miền không còn được hỗ trợ thì cuộc chiến sẽ kết thúc, vì miền đó sẽ không đủ nguồn lực để duy trì chiến tranh. Đó là lý do Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Thứ tư, Mỹ có thua trận không? Về bản chất là không. Đúng như lời Hồ Chí Minh, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. Tức là Mỹ chỉ rút quân, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa thua thôi. Mỹ cút vì họ thấy Việt Nam Cộng Hòa không còn giá trị của một cái đập để ngăn cộng sản nữa. Vì Mỹ đã đi đêm dàn xếp hòa hoãn với Trung Quốc rồi. Trung Quốc cũng không có ý đồ và khả năng để xuất khẩu cộng sản ra khắp Đông Nam Á. Hơn nữa, cuộc chiến quá hao người tốn của nên họ rút quân. Vậy là phe miền Bắc tự xướng là đã đánh thắng đế quốc Mỹ.